Xe tải chở rơm bốc cháy trên quốc lộ 1. Xe tải chở rơm đang chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thì bốc cháy ngùn ngụt. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 29 tháng 10, xe tải chở rơm mang biển số 71C11029 chạy trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến địa bàn xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, tài xế phát hiện khói phát ra từ thùng xe nên dừng kiểm tra. Lúc này, lửa từ đống rơm trên xe tải bùng lên. Người dân địa phương kéo vòi nước và dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Hỏa hoạn được khống chế sau đó. Vụ cháy được dập tắt kịp thời nên xe tải chỉ bị hư hỏng nhẹ, một nhân chứng nói.